Sau khi đan xong công thức của mảnh cơ bản, chúng ta sẽ được như thế này nha. Phần đan trơn, giảm mũi, tăng mũi. Trên kim bây giờ có 20 mũi. Tiếp theo chúng ta sẽ học cách kết thúc mảnh đan nha. Có nghĩa là chiết hết. Mình gọi là chiết hết, nhưng cũng có một số chị sẽ gọi là triết hết. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Để chiết hết thì đầu tiên là chúng ta sẽ đan 2 mũi ca. Mũi đầu mình sẽ trượt ra. Tiếp theo đan mũi ca thứ hai. Bây giờ các bạn nhìn thử trên kim có 2 mũi ca. Để chiết hết thì chúng ta sẽ lấy mũi trước lộn qua mũi sau. Lộn qua như thế này nha. Tiếp tục đan một mũi ca nữa. Trên kim có 2 mũi ca, lấy mũi trước lộn qua mũi sau. Tiếp tục đan thêm một mũi ca. Lấy mũi trước lộn qua mũi sau. Đây là các mũi mình đã chiết nha. Sẽ tiếp tục đan ca và chiết hết như vậy cho tới cuối hàng nha. Bây giờ bên kim trái còn một mũi cuối cùng, chúng ta vẫn tiếp tục đan ca nha. Lấy mũi trước lộn qua mũi sau. Bây giờ trên kim chỉ còn một mũi cuối cùng, chúng ta sẽ kéo nha, cho mũi nó rộng ra một chút. Tùy thuộc vào phần công thức đan ghi rõ là có chừa len dài hay không, chúng ta sẽ cắt len. Sau đó luồn sợi len này qua cái mũi này và mình rút chặt lại nha. Như vậy là mình đã chiết hết mảnh đan này rồi nha.